rủ nhau chơi xích đu, hai cô gái trẻ rơi thẳng xuống vách núi và cái kết đầy thương tâm. Vào một ngày hè tại khu du lịch núi Sulak, Cộng hòa Dagestan, Nga, tiếng hò reo náo nhiệt của du khách bỗng dưng im bặt khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Hai cô gái trẻ đang vui vẻ chơi xích đu, tận hưởng cảm giác phiêu lưu mạo hiểm thì bất ngờ gặp phải tai nạn, khiến cả hai đối mặt với tử thần. Theo những người chứng kiến sự việc cho biết, chiếc xích đu được lắp đặt tại một vị trí treo leo, nhô ra khỏi mép vách núi, mang đến cho người chơi cảm giác phấn khích khi được đu đưa giữa không trung. Tuy nhiên, tai họa ập đến khi một bên xích đu bất ngờ bị đứt. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến mọi người không kịp phản ứng. Những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng gọi cho lực lượng cứu hộ và mong chờ có phép màu nào đó có thể đến với hai nạn nhân xấu số. Cuối cùng, may mắn cũng đã mỉm cười với hai cô gái trẻ. Khi rơi khỏi xích đu, cả hai đã bị văng vào một gờ đá nhô ra ở phía dưới, tạm thời níu giữ mạng sống. Sau quá trình nỗ lực đầy cam go, hai cô gái đã được đưa lên an toàn trong tình trạng đa chấn thương. Vụ tai nạn kinh hoàng trên vách núi Sulak là lời cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn của những trò chơi mạo hiểm, đặc biệt là khi chúng được lắp đặt tại những địa điểm treo leo, thiếu sự đảm bảo về an toàn. Những ai đam mê trải nghiệm cảm giác mạnh luôn cần cẩn trọng và đặt sự an toàn lên hàng đầu khi tham gia vào bất kỳ hoạt động vui chơi giải trí nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của Vintop. Chúc các bạn một ngày thật vui. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng mình nhé.